Thực hiện nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các cấp, các ngành trong tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ. Đến nay, nhiều đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo đã được nhận tiền hỗ trợ kịp thời, góp phần trang trải cuộc sống, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Kim Bôi đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách hỗ trợ một cách kịp thời, đúng đối tượng. Kết quả rà soát, toàn huyện có trên 40.900 người là đối tượng có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cùng với đó, tăng cường giám sát việc thực hiện hỗ trợ để phát huy hiệu quả, mang lại niềm tin với người dân. Căn cứ nghị quyết số 42 của Chính phủ và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trong đại dịch COVID-19 và thực hiện kế hoạch số 63 của Ủy ban tỉnh, Ủy ban nhân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai đến các xã thị trấn, và đối với huyện thì thành lập ban chỉ đạo về việc chi trả hỗ trợ và cũng chỉ đạo Ủy ban dân các xã thị trấn thành lập cái ban chỉ đạo về việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn trong cái đại dịch COVID-19. Trên cơ sở đó thì Ủy ban huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan cùng với Ủy ban các xã thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện mà được hỗ trợ. Trong cái kế hoạch số 63 của Ủy ban tỉnh thì cái đối tượng chi trả là thuộc nhóm số 4, là hỗ trợ cho các đối tượng người có công, người bảo trợ xã hội và các hộ cận nghèo, hộ nghèo. Thì tính đến nay thì cơ bản Ủy ban huyện cũng đã chi trả là cơ bản là xong. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả cho các đối tượng chính sách đã có một số trường hợp chi trả nhầm, không đúng đối tượng được chi trả. Ngay sau khi nhận được phản ánh của địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi đã khẩn trương chỉ đạo các ban ngành liên quan tổ chức rà soát lại các đối tượng để kịp thời có phương án khắc phục. Thực trạng chi trả đối tượng thì nó có phát sinh một số cái vấn đề. Cái thứ nhất là trong quá trình lập danh sách thì có một số hộ cận nghèo hiện nay người ta đã thoát nghèo nhưng mà chưa kịp rà soát lại. Thì quá trình chi trả phát hiện ra thì cái tổ chi trả gồm có cán bộ bưu điện huyện, mặt trận tổ quốc giám sát và công chức lao động thương binh xã hội của các xã thị trấn đi cùng. Trong quá trình phát hiện thì cũng đã các cái đối tượng này thì một số đối tượng đã tự giác làm đơn xin rút ra khỏi hộ nghèo và không nhận tiền. Và một số đối tượng mà phát hiện kịp thời thì cũng tổ chi trả cũng không chi trả. Một số đối tượng thứ hai nữa là quá trình chi trả thì có phát sinh một số các cái đối tượng trùng lập thì các cái tổ chi trả cũng đã kịp thời thu hồi lại. Thực hiện cái kế hoạch số 71 của Ủy ban tỉnh thì vừa qua thì Ủy ban huyện tiếp tục tổ chức cái hội nghị để quán triệt sâu sắc đến Ủy ban dân các xã thị trấn và chấn chỉnh ngay các cái trường hợp rà soát mà bỏ sót đối tượng. Hiện nay thì Ủy ban huyện đã giao cho các xã tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong nhóm đối tượng thứ 5 theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là các đối tượng mà bị mất việc do đại dịch COVID-19 xảy ra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo huyện thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Kim Bôi đã tham mưu và hướng dẫn các đơn vị xã thị trấn lập danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ đảm bảo đúng theo quy định theo hướng dẫn tại quyết định số 15 của và kế hoạch số 63 của Ủy ban nhân tỉnh. Cái việc nhầm đối tượng thì nó xảy ra nguyên nhân từ trước đây, đó là cái việc điều tra rà soát hộ nghèo của một số đơn vị xã thị trấn thì chưa đảm bảo đúng đối tượng. Với cái việc phát hiện ra những cái đối tượng mà nằm trong danh sách hộ cận nghèo mà không đúng với cái kết quả điều tra thì chúng tôi là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo huyện sẽ tham mưu ban huyện và chỉ đạo đối với các xã thị trấn là nghiêm túc rà soát lại toàn bộ và kiên quyết là đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với những đối tượng mà không đúng. Những cái hộ mà trong diện khá giả thì họ đã nhiều hộ đã tự nguyện viết đơn. Và một số hộ thì trong quá trình chi trả và cán bộ chi trả phát hiện ra thì cũng đã thu hồi lại toàn bộ kinh phí. Nguyên nhân dẫn đến việc chi trả nhầm, chi trả không đúng đối tượng là trong quá trình rà soát tại địa bàn các xã thị trấn chưa đúng đối tượng, bởi có những hộ gia đình trước đây đã nằm trong danh sách hộ cận nghèo.
Quá trình lao động sản xuất, nhiều hộ đã có mức sống khá hơn. Song khi tiến hành rà soát và bình xét, một số nơi vẫn làm chưa đảm bảo đúng và trúng đối tượng. Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách các hộ cận nghèo và hoàn trả lại số tiền hỗ trợ. Sau khi mà thực hiện cái gói hỗ trợ chính sách về cái 62.000 tỷ của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng, trong đó có đối tượng là nghèo và cận nghèo, thì đối với Ủy ban thị trấn thì đã thực hiện tốt các bước chi trả theo đúng quy định. Tuy nhiên thì sau khi chi trả cái đối tượng nghèo cận nghèo thì có một số cái ý kiến của bà con thắc mắc về cái đối tượng là đặc biệt là hộ cận nghèo là nó cũng chưa được cụ thể và được chuẩn theo đúng cái quy định. Thì sau khi là tiếp nhận các ý kiến đó thì là trực tiếp là Ủy ban thị trấn Bo đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các đồng chí trưởng khu trưởng xóm đã tổ chức rà soát. Thế và sau khi rà soát phân loại thì là cũng có một số trước kia ấy là thuộc hộ diện cận nghèo, đời sống có khó khăn. Thế và cũng là có cái bệnh tật hiểm nghèo. Nhưng mà tuy nhiên qua thời gian thì là các hộ cũng đã vượt khó, kinh tế hiện nay cũng đã là cơ bản cũng khá lên một chút. Thế và bên cạnh đó thì các hộ là sau khi là tuyên truyền vận động thì các hộ cũng nhận thức được cái vấn đề. Thế và cũng đã có cái đơn tự nguyện là xin trả lại cái tiền hỗ trợ về cái Covid. Thế và cũng có đơn là xin là rút khỏi cái danh sách hộ cận nghèo trong cái thời gian này. Tiền Covid hỗ trợ năm nay ấy, thì tôi thấy là cái nhà tôi được hỗ trợ 4 khẩu nhưng tôi được hỗ trợ 2 khẩu. Thì nhưng mà tôi thấy là điều kiện hoàn cảnh nhà tôi thì cũng chưa đến nỗi là cũng còn lo được hơn các gia đình khác, thì tôi làm đơn xin trả lại hỗ nhường cho các hộ còn thấp kém hơn nhà tôi. Hiện nay, huyện Kim Bôi đã và đang tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, những lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng tiến độ và đúng đối tượng.